Thưa quý thính giả, trong 72 kỳ phát thanh vừa qua, chúng tôi đã trình bày về thời kỳ thứ nhất và thời kỳ thứ nhì của 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, tức là những năm trước 1954 và những năm trước 1975. Tuần này, chúng tôi bắt đầu nói về thời kỳ thứ ba, tức là từ sau biến cố 30 tháng 4 1975 cho tới nay. Khác với hai thời kỳ trước, mà diễn tiến thành lập, chiều hướng phát triển, bối cảnh đổi thay của nền nhạc tình Việt Nam đã được chúng tôi ghi nhận một cách khá đầy đủ, khách quan và trung thực. Thời kỳ thứ ba sẽ được chúng tôi trình bày trong một tư thế dè dặt, vì hai nguyên nhân, một chủ quan, một khách quan sau đây. Về chủ quan, vì hoàn cảnh cách trở, phương tiện thông tin hạn chế, chúng tôi không có nhiều cơ hội thưởng thức, tìm hiểu, cũng như thu thập đầy đủ tài liệu về những bước phát triển của nền nhạc tình Việt Nam trong nước, cũng như tại hải ngoại sau năm 1975. Về khách quan, do định kiến chính trị, hoặc đơn thuần chỉ vì mặc cảm giữa đôi bên, người bên này đã không hoặc chưa chịu nhìn nhận giá trị nghệ thuật đích thực trong những sáng tác của người đứng bên kia dòng đời. Hay nói cách khác, chưa có một sự giao lưu thành thật trong lĩnh vực ca nhạc, mà hậu quả là những nhận định một chiều và thiên lệch. Vì thế, trong cương vị một người làm công việc giới thiệu tình ca tới mọi thành phần thính giả, một khi đã không có được một cái nhìn tổng thể, chúng tôi nhận thấy nên dè dặt và để việc đánh giá, phê bình cho các thế hệ đi sau. Phần mình, chúng tôi chỉ xin trình bày một cách khách quan. Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời. Sài Gòn ơi, tôi đã hết thời gian tuyệt vời. Giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi như giọt lệ. Giờ quên.
Vừa rồi là ca khúc Sài Gòn ơi Vĩnh Biệt, một sáng tác của Nam Lộc viết vào mùa thu năm 1975 tại Hoa Kỳ. Xét theo định nghĩa đúng đắn nhất, đây không phải là một tình khúc. Đồng thời cũng có thể nói, tất cả mọi ca khúc sáng tác tại hải ngoại trong khoảng thời gian 5 năm đầu, cho dù có nhắc tới tình yêu, người yêu, cũng đều không phải là tình khúc, mà chỉ là những bài hát nhớ thương một quê cũ đã xa mờ, than khóc cho một thành phố đã mất tên. Có lẽ những uất hận, tủi nhục, đau đớn khi phải rời bỏ quê hương dấu yêu, rời bỏ thành phố của biết bao kỷ niệm, đã hằn sâu trong trí tưởng, đã chiếm ngự cả tâm hồn, cho nên không còn ai đủ cảm hứng để viết nhạc tình. Sài Gòn ơi Vĩnh Biệt chẳng những không phải là một tình khúc, mà còn không phải là một ca khúc xuất sắc của Nam Lộc. Chỉ cần so sánh với bản Em đã quên mùa thu của anh viết chung với Tùng Giang trước năm 1975 cũng đủ nhận ra điều này. Thế nhưng, Sài Gòn ơi Vĩnh Biệt vẫn được xem là một trong những bản nhạc thành công nhất tại hải ngoại trong 5 năm đầu tị nạn. Cùng với Nam Lộc, còn có nhiều nhạc sĩ tị nạn khác sáng tác cùng một chủ đề. Đầu tháng 5 1976, một buổi đại nhạc hội đánh dấu một năm xa xứ đã được các nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, Nam Lộc, các nghệ sĩ Lê Quỳnh, Nguyễn Năng Tế, Kiều Trinh, nam ca sĩ Joe Maxen, nhà báo Việt Định Phương đứng ra tổ chức tại Los Angeles với sự tham dự của hàng trăm ca nhạc sĩ, nghệ sĩ tên tuổi của miền Nam trước đây. Cũng trong khoảng thời gian này, nữ ca sĩ Thanh Thúy đã cho phát hành băng nhạc đầu tiên của người Việt hải ngoại mang tựa đề Sài Gòn ơi Vĩnh Biệt, gồm 10 sáng tác của các nhạc sĩ tha hương, mở đầu cho phong trào thực hiện băng nhạc tại hải ngoại. Năm 1978, tạp chí Quê Mẹ của ông Võ Văn Ái ở Paris đã tung ra một đĩa hát 45 vòng, thu bản Sài Gòn niềm nhớ không tên của nhà thơ kiêm nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn, người phụ trách chương trình nhạc chủ đề của Đài Phát Thanh Sài Gòn trước năm 1975. Bản này được nữ ca sĩ Jenny Mai trình bày và sau đó đã mau chóng phổ biến khắp nơi qua những giọng hát hàng đầu như Lệ Thu, Khánh Ly. Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước cuồn quanh buồn, như người đi cách mặt xa lòng. Ta nhủ thầm em có nhớ không? Sài Gòn ơi, đâu những ngày khi thành phố xôn xao, trong niềm vui tiếng hỏi câu chào, sáng đời tươi thắm vạn sắc màu, nay còn gì đâu? Quầy hoa quán nhạc đêm về đâu rộn ràng giọng hát Khánh Ly. Sài Gòn ơi, thôi hết rồi những ngày hát bên nhau, đâu phạm duy với tình ca sầu, mắt lệ rơi khóc thua ban đầu. Người như người đã mất tên, như hàng cây lá đỏ trong tim, mặt trời soi dáng nhỏ dịu hiền đang ngậm ngùi trên môi lặng im.
Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như mồ bia đã lạch hương nguyện, như trời xa đã bỏ đất liền. Còn gì cũng trong năm 1978, cùng với những gói quà đầu tiên được người tị nạn gửi về cho thân nhân bên kia bờ Thái Bình Dương, nhạc sĩ trẻ Việt Dũng đã cảm xúc sáng tác một ca khúc thật buồn. Đó là bản Chút Quà Cho Quê Hương, được Tiếng Hát Khánh Ly trình bày lần đầu tiên vào năm 1979, và sau đó đã được làn sóng điện của hai đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ, tức đài VOA, và đài BBC London truyền về Việt Nam. Có thể nói, đây là ca khúc thành công nhất trong số những bản tị nạn ca của người Việt xa xứ. Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ mày hồ con quê hương quá đọa đầy. Gửi về cho chị dăm ba sấp vải, chị mày áo cưới hay chị mày áo tang. Gửi về cho em kẹo bánh thơm ngon, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặc một lần khi ra pháp trường với thầy. Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày quê tôi sẽ thanh bình. Anh gửi về cho em một cây bút máy, em vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh. Gửi về cha mẹ dăm gói chè xanh, xin mẹ pha hộ con dòng nước mắt đã khô cằn. Gửi về cho chị hộp diêm nhóm lửa, chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương. Gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương, em bán cho đời tìm đường vượt biên. Con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ, cha rũ cuộc đời trong tử tù chung thân. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ da vàng. Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Chút Quà Cho Quê Hương qua hai tiếng hát Khánh Ly và Việt Dũng. Tới đây, nói về tình ca sau năm 1975 ở trong nước, cũng giống như tại hải ngoại, thời gian khoảng 5 năm đầu, trong nước đã không hề có những bản tình ca đúng nghĩa. Nguyên nhân rất dễ hiểu. Các nhạc sĩ đã thành danh của miền Bắc thì từ bao năm qua đã không còn sáng tác tình ca. Còn các nhạc sĩ ở trong Nam, dù là những người bị kẹt lại như Văn Giảng, Lê Trọng Nguyễn, Nhật Bằng,
Nhật Ngân, Phạm Mạnh Cương, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, vân vân. Hay tự nguyện ở lại như Y Vân, Khánh Băng, Trúc Phương, Nguyễn Ánh Chín, Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà, Quốc Dũng. Thậm chí, cả những nhạc sĩ được xem là người có cảm tình hoặc là người của chế độ mới như Trần Long Ẩn, Biên Đức Thắng, Phạm Thế Mỹ, Phạm Trọng Cầu, Trịnh Công Sơn cũng đều ngưng hoặc tạm ngưng sáng tác tình ca. Thái độ e dè ấy có thể do kinh nghiệm xương máu về cộng sản, cũng có thể do những thực tế vừa xảy ra trước mắt. Lấy trường hợp Trịnh Công Sơn làm thí dụ điển hình. Chỉ mấy ngày sau khi Sài Gòn đổi chủ, toàn bộ sáng tác của họ Trịnh đã bị chế độ mới cấm hát. Điều này, những ai ở lại Sài Gòn ngày đó đều biết. Riêng bản thân chúng tôi, trong lúc còn tranh tối tranh sáng, khi tới Đại học Vạn Hạnh tham gia hội thảo của Liên hiệp Sinh viên Học sinh, tức Thành đoàn Thanh niên Cộng sản sau này, với mục đích nhận diện chân tướng những người trước kia từng là anh em, thì đã được nghe tận tai những lời lên án nhạc Trịnh Công Sơn, bất kể là tình ca hay thân phận ca, phản chiến hay ca khúc Da Vàng. Mấy tuần sau, nhà nhạc sĩ đã từng hát bản Nối Vòng Tay Lớn trên đài phát thanh Sài Gòn vào sáng 30 tháng 4 1975 ấy, đã phải bỏ chạy về Huế. Sau này, khi bắt đầu sáng tác trở lại, sáng tác đầu tiên của Trịnh Công Sơn cũng không phải là tình ca, mà là bản Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui. Một ca khúc thoạt nghe thì vô thưởng, vô phạt, nhưng xét kỹ lại mang nặng tư tưởng bi quan và nhẫn nhục của một kẻ đang sống trong cảnh cá chậu, chim lồng. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời. Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế năm 1976, hai miền Nam Bắc Việt Nam chính thức thống nhất.
Trong số những ca khúc sáng tác để mừng ngày trọng đại này, có bản Mùa Xuân Đầu Tiên của Văn Cao. Dĩ nhiên, Văn Cao không viết theo lệnh đảng, bởi vì từ lâu, ông đã không còn biết sợ hãi là gì. Ông viết bản này rất có thể vì ông thực sự cảm xúc trước mùa xuân mới của đất nước, hoặc chỉ vì ông muốn đặt bút viết thử một ca khúc sau bao năm ngưng sáng tác để chuyển sang vẽ tranh. Thế nhưng, có lẽ cả cái hồn nhạc lẫn ý nhạc của một Văn Cao ngày xưa nay đã chết. Cho nên, với những người vốn yêu nhạc tình của Văn Cao, bản Mùa Xuân Đầu Tiên là của một Văn Cao khác, chứ không phải Văn Cao của cung đàn xưa, Văn Cao của Bến Xuân hay Văn Cao của Thiên Thai thuở nào. Và sau đây, để chấm dứt chương trình kỳ này, mời quý thính giả cùng nghe bản Mùa Xuân Đầu Tiên do Văn Cao sáng tác năm 1976 qua tiếng hát của Khắc Dùng. Rồi răng rêu mùa xuân theo em về, mùa bình thường mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến. Đầu tiên với khói bay trên sông Gà đã gáy chưa, bên sông mùa trưa nắng vui cho bao tâm hồn. Rồi dàn diều mùa xuân theo em về, người mẹ nhìn đàn con nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy đang đến. Đầu tiên nước mắt trên vai anh giọt rơi ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang long lanh. Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên. Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên muôn cuộc đời êm ấm. Từ đây người biết quê người, từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người. Giờ dặn diều mùa xuân theo em về, mùa bình thường mùa vui nay đã về, mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu. Với khói bay trên sông Gà đã gáy chưa, bên sông mùa chưa nắng thôi